Kính thưa quý khán thính giả của kênh CFDV, trong hai tuần vừa qua đã có một cái sự kiện khá khôi hài được xảy ra trong lĩnh vực tôn giáo tại Việt Nam. Đó là chi phái Cao Đài 1997, một chi phái được nhà nước Cộng sản Việt Nam dựng lên. Họ đã gửi một cái huấn lệnh yêu cầu thu hồi phẩm vị của một cái chức sắc khác Cao Đài mà vốn không thuộc về họ. Ông đó là ông Trần Ngọc Sương, với vai trò ông đã từng làm được công cử và vai trò phó trị sự từ nhiều năm trước khi cái chi phái Cao Đài 97 quốc doanh này ra đời. Đây là một chuyện ngược đời chúng tôi chưa bao giờ thấy xảy ra. Và để giúp cung cấp thêm thông tin rõ ràng hơn, chúng tôi đã được nói chuyện với ông Trần Ngọc Sương và được ông chia sẻ những cái suy nghĩ của ông về cái sự việc này. Kính thưa ông Trần Sương, được biết là gần đây ông được nhận một cái huấn lệnh từ chi phái Cao Đài 97, tức là cái đạo Cao Đài quốc doanh do nhà nước Cộng sản Việt Nam lập lên. Và cái huấn lệnh đó muốn thu hồi lại cái chức phó trị sự của ông. Xin ông có thể cho đồng đạo cũng như đồng hương biết rõ hơn về cái sự việc này, thưa ông. Cảm ơn anh Tuấn. Việc mà chúng tôi nhận, có thể nó bị nhận cái huấn lệnh này á, chứ không phải là được đâu. Bị nhận cái huấn lệnh này cũng gây bức xúc cho anh em đồng đạo chúng tôi, cũng như riêng cá nhân tôi hay là gia đình của tôi trong mấy ngày qua. Bởi vì nó hoàn toàn nó vô lý và vô căn cứ. Bởi vì tôi, theo cái truyền thống của ông bà, cha mẹ đến tôi là những người đạo Cao Đài, có cái tên gọi là nền Đại Đạo Tâm Kỳ Phổ Độ, gọi tắt là đạo Cao Đài, được chính Đức Chí Tôn khai sáng năm 1926. Và tôi là người nhập môn tới tuổi 18 là năm 1974. Thì tôi đã nhập môn, và sau 6 năm đó thì tôi được anh em đồng đạo nơi địa phương công cử cho tôi cái phỏng phó trị sự vào cuối năm 1980. Và đầu năm 1981 thì trên hội thánh thấy công việc làm của tôi làm tốt cái nhiệm vụ mà đã lãnh, cho nên ban cái đạo cấp cho tôi là đầu năm 1981. Còn chi phái của Nguyễn Thành Tám thành hình năm 1997 do nhà nước dựng lên, mà chúng ta thường gọi là quốc doanh ấy, tôn nền tôn giáo quốc doanh ấy, thì làm sao mà có cái quyền hành để trục xuất tôi ra khỏi nền đạo cũng như thu hồi cái phẩm vị của tôi lại. Đó là một điều thật là vô lý và vô căn cứ. Xin cảm ơn ông. Bằng cách nào ông đã nhận được cái huấn lệnh này, thưa ông? Họ gửi thơ đến nhà hay thế nào, thưa ông? Vấn đề này thì chúng tôi xin trở lại vấn đề là trước đây khoảng 2 tháng thì ở nơi cái thánh thất gần tôi, mà trước đây tôi đã khi chi phái 97 chưa ra đời thì tôi từng ở trong đó, tôi phục vụ đó, thì họ gửi cái thư mời và tôi có xé ra coi, thì tôi lại thấy mời tôi ra để bàn việc đạo sự. Tôi có viết mấy câu trả lời rằng tôi và các ông không dính líu gì đến nhau, hoàn toàn không dính líu gì đến nhau, vì là hai cái nền các ông là chi phái, còn tôi là nền đạo Cao Đài gốc, không dính líu gì đến nhau, đừng làm phiền nhau nữa. Thì khoảng một thời gian sau, tức là cái ngày gần đây đó, thì trong cái huấn lệnh này tôi cũng biết là họ bỏ trong cái phong bì, họ đưa cái một vị khác gửi cho tôi, thì tôi không nhận, tôi trả hoàn toàn lại cho họ. Sau đó họ mới phát ra cho đồng đạo của họ, rồi họ photo ra, họ từ từ truyền, rồi mấy bạn đạo đi cúng chung với tôi lấy đưa cho tôi nhận cái huấn lệnh này bằng cách đấy. Vâng, thưa ông, nhìn sơ qua cái bản huấn lệnh này thì họ nói họ quy chụp cho ông những cái tội là liên quan đến những cái việc là chống phá nhà nước và với các phần tử bên ngoài vân vân, thì ông đã có những cái hoạt động gì liên quan đến bên ngoài để mà họ dựa vào đó họ nói rằng là ông đã có những cái hành động là sai trái đó, thưa ông? Vâng, coi như là họ cũng dựa trước đây, trong khi mà chúng tôi bị họ chiếm danh hiệu và cơ ngơi đó, thì chúng tôi một số anh em đồng đạo mới không hợp tác trở về tại gia. Sau đó anh em chúng tôi cũng hành đạo, dù bị muôn ngàn khó khăn mà họ trù dập, họ cố gắng ngưng cái hoạt động của chúng tôi, đủ mọi thứ.
Và sau đó chúng tôi cũng có đi dự hội nghị về tự do tôn giáo và niềm tin trong 2 năm 2015 ở Bangkok và 2016 tại Đông Timor. Vì thế cho nên họ, và tôi cũng từng giải thích về luật pháp nhà nước Việt Nam cũng như các công ước quốc tế đối với các nhân viên chính quyền đến mà ngăn trở cái việc hành lễ của chúng tôi, thì từ chỗ đó họ mới vu khống cho tôi những điều trên. Vâng, thưa ông, như vậy những cái phái đoàn mà ông tiếp xúc đó là chẳng hạn như là những cái phái đoàn nào thưa ông? Phái đoàn trước đây chúng tôi ở lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn thì chúng tôi có tiếp phái đoàn USIT trong 2015-16 tôi cũng là quên. Bởi vì sau đó chúng tôi cũng có tiếp ông đại sứ Lưu Động cũng những năm đó. Và có một lần tôi qua tới Thái Lan, tôi đón ông, sau khi ông đến, ông đại sứ Lưu Động á, thì có đến Hà Nội, rồi sau khi bị chính quyền ngăn trở các cái tôn giáo độc lập đến gặp á, thì họ, ông ấy lại dời qua bên Bangkok, và chính tôi một mình tôi lại qua Bangkok gặp ông ấy để trình bày những cái sự khó khăn về nền tôn giáo của chúng tôi, bị chính quyền cũng như chi phái gây khó khăn, cho nên những cái điểm đó đó, họ mới có lý do để gán ghép cho tôi những cái tội danh trên. Vâng, xin để trở lại cái huấn lệnh, thì ông đã có dự định gì sau khi ông được biết đến cái huấn lệnh mà yêu cầu thu hồi cái phẩm vị của ông thưa ông? Vâng, cái đầu tiên là chúng tôi cũng sẽ gửi cái gọi là cái thơ yêu cầu với cái thiện ý tôi là yêu cầu ông Tám cùng 5 vị mà ký tên trục xuất tôi trong cái huấn lệnh đó thì phải thu hồi cái điều đó lại và xin lỗi tôi, mời tôi đến tòa thánh Tây Ninh bất cứ lúc nào để và gửi văn bản để đính chính lại vì mà các văn bản huấn lệnh đó mà gửi đến các thánh thất trong tỉnh Tiền Giang này cũng như các nơi đã gửi đó, họ phải thu hồi lại và đính chính lại điều này, nếu không thì có lẽ tôi và các ông ấy phải đối diện trước luật pháp nhà nước. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Trần Sương đã chia sẻ câu chuyện của ông về cái huấn lệnh rất là khôi hài này. Trong giờ phút này xin gửi lời chúc sức khỏe đến ông và gia đình trong cái cơn đại dịch này và hy vọng sẽ được nghe những cái thông tin sắp tới về cái diễn biến về cái sự việc này thưa ông. Xin cảm ơn ông. Vâng, chúng tôi cũng xin cảm ơn anh Tuấn, gia đình và cầu nguyện ơn trên ban ân lành cho toàn thể gia đình của anh Tuấn cá nhân cũng như toàn nhân loại trong cái thời kỳ này thoát qua cái mùa đại dịch COVID-19. Vâng, xin chào. Xin cảm ơn và xin chào anh. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi muốn mời một người khách thứ nhì, đó là ông Dương Xuân Lương. Vâng, xin chào ông Dương Xuân Lương. Tiện đây cũng xin phép giới thiệu với quý khán thính giả, ông Dương Xuân Lương là một người theo đạo Cao Đài truyền thống 1926 và vào năm ngoái trong cái bối cảnh của cái hội nghị cấp bộ trưởng về tự do tôn giáo, ông là một trong hai người Việt Nam đã được mời vào để tiếp kiến Tổng thống Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc. Xin chào ông Dương Xuân Lương và xin ông chia sẻ với chúng tôi và đồng đạo cũng như đồng hương về cái sự việc mà chi phái 97 tống đạt một cái huấn lệnh đến ông Trần Ngọc Khương và với mục đích rằng muốn cắt cái chức phó trị sự của ông. Vâng, xin ông chia cho nghe ý kiến của ông. Dạ, xin chào anh Tuấn, chào quý khán thính giả. Tôi Dương Xuân Lương xin hân hạnh trình bày về trường hợp chi phái 1997 tại Việt Nam đã ra huấn lệnh trục xuất ông phó trị sự Trần Ngọc Sương. Điều thứ nhất cần phải nói, đây là hai tổ chức tôn giáo khác nhau với hai căn cước khác nhau. Điều này đã được Quỹ hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ viết rõ ràng trong bản phúc trình năm 2019. Trong đó có nhấn mạnh rằng tổ chức tôn giáo 1997 là một chi phái do nhà nước Việt Nam lập ra. Bản phúc trình cũng nói rõ chi phái 1997
đã có những hành vi vi phạm quyền tự do tín ngưỡng của những người theo đạo Cao Đài 1926, mà trường hợp chi phái 1997 ra huấn lệnh trục xuất ông chánh trị sự Trần Ngọc Sương là một chứng minh rõ ràng nhất và gần đây nhất. Điều thứ ba trong phúc trình đó có nhắc đến là chi phái 1997 đã bị những người theo đạo Cao Đài 1926, trong đó có ông Trần Ngọc Sương, rất là tích cực đưa cái vấn đề chi phái 1997 cầu chứng danh hiệu độc quyền đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ để yêu cầu Bộ Thương mại Hoa Kỳ hủy cái quyết định cầu chứng độc quyền của chi phái 1997, và cái công cuộc đó đã thành công. Điều đó chứng tỏ rằng chi phái 1997 không phải là đạo Cao Đài 1926, và đi sâu vào trong tính lý, chi phái 1997 còn có những điểm đối nghịch với đạo Cao Đài 1926. Vâng, thưa ông Dương Xuân Lương, tôi có nhìn sơ qua cái bản huấn lệnh mà do chi phái 97 gửi cho ông Trần Ngọc Sương, thì trong đó trên cái hàng trên, cái hàng tiêu đề họ đề rất là rõ: Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tòa Thánh Tây Ninh. Như vậy thì căn cứ vào đâu ông lại nói rằng đây là hai tổ chức khác nhau? Dạ vâng, cảm ơn anh Tuấn đã có câu hỏi để giúp cho đồng đạo cũng như những người quan tâm hiểu được cái căn cước của hai bên. Tôi nói đến căn cước của hai bên là bởi vì đạo Cao Đài 1906 đó đã có pháp nhân từ năm 1965. Đến năm 1997, chính phủ Việt Nam hiện nay đã cấp pháp nhân cho chi phái 1997 với một cái căn cước khác. Nhưng chi phái 97 thường hay ăn cắp căn cước của đạo Cao Đài 1956 để sử dụng, bằng chứng là đã để trên đầu văn bản như anh Tuấn vừa nhận xét. Thưa ông, như vậy thì cái tên chính thức mà cái tư cách pháp nhân mà họ đăng ký khi mà họ cho ra đời cái chi phái 97 đó, cái tên của họ là gì thưa? Vâng, khi chi phái 1997 đi đăng ký pháp nhân với chính quyền Việt Nam hiện nay, tên của họ có 10 chữ là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cao Đài Tây Ninh. Điếm chữ là cái tên đó có 10 chữ. Còn tên của đạo Cao Đài 1926 nó có 6 chữ mà thôi. Điếm chữ nó ra là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Cho nên tính trên căn cước thì một cái căn cước 6 chữ và một cái căn cước 10 chữ là hai tổ chức tôn giáo khác nhau. Như vậy thì mình giải thích làm sao khi mà dưới cái hàng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ lại có 4 cái chữ Tòa Thánh Tây Ninh? Cái chữ Tòa Thánh Tây Ninh của Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ xài đó là chỉ cái địa điểm, cái địa điểm làm việc của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Còn chi phái 1997 đăng ký cái chữ Tòa Thánh Tây Ninh đó là đăng ký ở cái hàng đầu là cái tên, cho nên cái tên nó dài ra. Và khi đăng ký cái tên là như vậy, nhưng mà chi phái 1997 không bao giờ dám để cái tên thật của họ trên đầu cái văn bản, mà họ biết rằng cái việc làm của họ là gian dối, cho nên họ mới ăn cắp cái căn cước của đạo Cao Đài 1956, họ trưng lên trên đó để lừa dối người đạo và lừa dối quốc tế trong suốt mấy chục năm nay. Thưa ông, khi ông nói họ dùng cái tên của Cao Đài 1926, tức là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh, như vậy ông có một cái bằng chứng nào, ít ra là một cái bằng chứng cụ thể để cho mọi người biết rằng cái tên thực sự của họ là cái tên khác không thưa ông? Tên của họ nó nằm ở trên cái bản đăng ký hiến chương, ngay cái điều thứ nhất của chi phái 1997 được cấp pháp nhân
vào ngày 9 tây tháng 5 1997 tại điều thứ nhất có ghi rất rõ ràng. Điều 1, danh hiệu Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cao Đài Tây Ninh, gọi tắt là Đạo Cao Đài Tây Ninh. Còn hiến chương 1965 của Đạo Cao Đài 1926 tại điều thứ nhất nói rằng danh hiệu Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, nói tắt là Đạo Cao Đài. Như vậy điếm chữ ra thì cái danh hiệu gốc có 6 chữ, và nếu nói tắt thì có 3 chữ. Còn danh hiệu của chi phái 1997 gọi đầy đủ nó có 10 chữ, và nói tắt nó có 5 chữ. Điếm chữ thì nó thể hiện hai căn cước khác nhau rất rõ ràng. Vâng, xin cảm ơn ông Dương Xuân Lương cho câu chuyện ngày hôm nay. Dạ, xin cảm ơn anh Tuấn, và xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình.